Vâng, xin chào các bạn đến với kênh Kênh Xe Đạp, và hôm nay em sẽ giới thiệu các một chiếc xe đến từ thương hiệu của Gian, một dòng mountain bike. Đây là chiếc xe Gian XTC 860, một chiếc xe được trang bị cấu hình của Shimano DOJ, và đây là một phiên bản của 275 các nhé. Với dòng XTC thì là 275 là cao nhất rồi. Giờ sẽ vào đánh giá chiếc xe. Hay gì không? Vâng, đây là chiếc xe Gian XTC 860 275. 275 là tượng trưng cho bộ vành chiếc xe các bác nhé. Vành cao 275. Vành to và cao hơn so với những chiếc xe 26 thông thường. Để em về chiếc xe là XTC 860. Trong thời gian gần đây em chỉ review những chiếc xe 800, mang về chiếc cao cấp hơn một chút 860. Với tông màu trắng và tông màu ghi đen. Với bộ khung nhôm Alux SL các bác nhé. SL là super light siêu nhẹ. Với Alux thì là công nghệ nhôm làm độc quyền của hãng Gian rồi. Khá yên của hãng Gian các bác nhé. Phòng yên của Gian thôi. Yên khá mới. Lần này em về chiếc xe vẫn còn giữ nguyên được cặp lốp của hãng Gian nữa nhé. Nguyên zin đầu xe đây. Và thông số vành lốp là 275 x 1,95. Vành 275 và cỡ lốp là 1,95. Bộ vành rất quen thuộc của dòng xe địa hình Gian XTC. Vành của Gian các bác nhé. Vành của Gian Vuelta đây. Vành hiệu của Italia. Mayer của Gian luôn các bác nhé. Có thể thấy đây. Mayer nguyên zin của hãng. Xe được trang bị bộ lip 10 tầng và bộ chuyển động của Shimano DOJ, củ đề của DOJ các bác nhé. Bộ lip 10 tầng, xích và lip còn khá là mới. Dùi đĩa trùng rỗng. Ở đây trên cụm xe quy size M. Lát em sẽ đo chiều cao đứng và ngang của chiếc xe này. Với size M của hãng Gian thì sẽ tương đương với quá từ 1m63 đến 1m75 đi vừa. Xe đi dêm sườn nữa nhé. Như những mẫu XTC khác thì 860 cũng được đi dêm sườn. Phốt và ghi đông nguyên zin của hãng Gian. Logo của Gian hết các bác nhé. Xe được trang bị bộ tay bấm xả cao cấp của Shimano DOJ, 10 tốc độ và 3 tốc độ bên đĩa thôi nhé. Xe 30 tốc độ các bác thay đổi. Với bộ phanh đĩa dầu thủy lực của Techo Raco. Đây phanh đĩa dầu thủy lực. Và đĩa phanh này to hơn những đĩa phanh của chiếc TC thông thường các nhé. Nhìn to bản hơn. Và giảm xóc zin của hãng Gian đây. Vâng, bây giờ em sẽ đi vào đo chiều cao size đứng ngang của chiếc xe này.
Xe có size đứng là 47. Ngang 56 các bác nhé. 1m63 đến 1m75 đi với cái xe này. Với 10 tầng lít và cú đè của Shimano DOJ lên lít. Xuống lít. Bên tay phải bộ đùi đĩa 3 tầng. Đùi đĩa trục rỗng. Gạt đĩa của DOJ. Xuống đĩa lên đĩa. Nó rất tốt các bác nhé. Xe cao cấp đến từ thương hiệu của Gian XTC. Vâng, em vừa đánh giá trong chiếc xe Mountain Bike đến từ thương hiệu của Gian, Gian XTC 860 27,5. Xe được trang bị cấu hình của DOJ. Và chiếc xe với có giá cực tốt tại cửa hàng em với mức giá là 10 triệu 3. Miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bạn quan tâm nhắn tin Zalo 0975 709 943 để xem hình ảnh chi tiết chiếc xe. Lên YouTube theo dõi anh kia xe đạp và nhấn chiếc chuông để nhận những thông báo về những chiếc xe đạp có tại cửa hàng. Xin chào và cảm ơn các bác theo dõi video.